Dạ Nam Mô Sankha. Dạ Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng à, trồ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường à, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên phận ngậm ngùi khẩn khoản à, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời à, nhắm vườn lộc gia ngày giờ chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử à, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trần Như à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp mà 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn ai, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập a, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng a, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni a, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng nghĩa sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 355. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Minh Bạch Thanh Á cho bài học, và Bạch Sư, đạo tràng chúng ta chỉ sinh hoạt đến 8 giờ, sư để ý giùm chúng con ạ. Con xin thay mặt đạo tràng chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mến đến sư ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức. Và sư thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Thì sư cũng biết như vậy, nhưng mà tại vì cái chắc giảng pháp dạy ở cái chỗ bài chỗ cái room sư dạy riêng các cái Phật tử nó cũng quen một vài phút á. Thành thử là quý vị cứ nghĩ và để sư kết thúc ở trong cái một vài phút đó, để sau đó có người nghe người ta sẽ hiểu thêm hoặc là sư sẽ chỉnh sửa sau về cái vấn đề đó. Bởi vì trong pháp thì chúng ta phải cần diễn hóa cái pháp cho nó đầy đủ, cái nào ý nghĩa nhất để cho người hiểu, chứ không phải chúng ta lên đây để chúng ta đọc xuông rồi chúng ta cần phải như thế này như thế kia đúng giờ. Quan trọng nhất là chúng ta có hiểu biết pháp để giác ngộ hay không. Nên là quý vị cũng thông cảm. Bây giờ thì chúng con xin làm lễ ân đức Tam Bảo. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantā phivādemi sakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Supadibando Phagavato Savaka Sankho Sankhang Lamasami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả các phiền não nơi chúng sanh. Chỉ những ai có niềm tin chân chánh, nghe và thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và liễu chi được tứ thánh tế. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm vô vần sanh, là phước tiền vượng cho chư thiên và nhân loại.
Với những ai có niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến thân báo, người ấy gặt hái vô lượng công đức phước lành trong dòng tâm thiện nghiệp của mình, và nhất là đầy đủ ba la mật, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này hay trong dòng tái sanh của mình. Với phước báo đành để ân đức tam bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng chư đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càn thất bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, a tu la, diêm chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa. Xin quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này nghe pháp và phát sanh được chi kiến chánh trực để thấy được lý tứ thánh đế trong đời sống. Nam mô Bụt Tha giá. Cũng như mọi lần trước khi nghe pháp thì chúng ta hãy luôn luôn hướng về khoảnh khắc này. Tất cả những gì đã qua đi, chúng đều đã qua đi rồi. Và những cái gì đang sanh khởi thì chúng cũng chỉ là những cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, những đối tượng thị giác, màu, mùi, vị, âm thanh. Và chúng ta cứ dường như là có ai đó, có con người nào đó thì chúng ta cần phải nắm thật rõ. Và chúng ta biết, chúng ta cứ ngỡ là đối tượng thị giác là một ai đó. Chúng ta cứ ngỡ rằng thực tại ở rất là xa, nhưng mà không phải. Những cái gì mà chúng ta sinh hoạt trong đời sống hàng ngày chỉ là các thực tại và ở rất gần đây thôi, nhưng bị vô minh nó che khuất chứ không có gì cả. Ví dụ như là đối tượng thị giác chẳng hạn, và chúng ta biết đối tượng thị giác là một sắc quẩn, là một quẩn khác. Cái âm thanh cũng là một sắc quẩn, nhưng mà sắc quẩn nó là khác, bởi vì nó là một cái khổ đế, nhưng mà nó cái sắc quẩn thì nó lại là một giới khác, một thức khác. Một sắc quẩn là một giới khác, một cái cảnh khác, một cái đối tượng khác của một cái thức hay là cái âm thanh. Khi nào mà chúng ta rõ biết những cái này thì chúng ta thấy là quả thật thế giới chỉ có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thức, thân thức và ý thức. Chứ không có lấy một con người ở bất cứ một hoàn cảnh nào, một cái sát na nào. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì đó là gì? Đó là chánh niệm, đó là tứ niệm xứ. Chứ còn là chúng ta cứ nghĩ rằng tôi sẽ học một cái phương pháp này để tôi thực tập tứ niệm xứ, thì nó thuộc về gọi là cái đó là xứ lạ chứ không phải là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ thì chúng ta cần phải rõ biết các pháp trong đời sống hàng ngày, trong đời sống hàng ngày. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái câu kệ số 54, 55 ạ. Câu kệ số 55 này cũng có 4 đoạn, con xin đọc ạ. Ha lâm tí phô ga su mê thăng nô chá parage vê sít nô phô ga tân ha giác đâm mê thô hành tí anh nhê quá ách tăng. Các của cải giết hại kẻ ngu si và không giết hại những người tầm cầu đến bờ kia niết bàn do tham đắm của cải. Kẻ ngu si giết hại bản thân, luôn cả những người khác. Câu này, nếu mà trong đời sống hàng ngày chúng ta hiểu ra được tất cả mọi thứ chỉ là tứ đại, cái thấy thì nó không có thấy cái giàu nghèo, cái nghe nó không có nghe cái giàu nghèo, cái ngửi nó không có ngửi cái giàu nghèo, chỉ có suy nghĩ thì nó mới suy nghĩ về cái giàu cái nghèo, tiền bạc này kia thôi.
mà nó cũng chỉ trong cái khoảnh khắc suy nghĩ thôi. Và người trí thấy được những kẻ ngu đã bao nhiêu lần chết đi dài, chỉ vầy vò ở trong đất và chấp thủ với đất, kể cả là các nhà sư cũng vậy thôi. Người có trí thì sẽ hiểu được lời Đức Phật dạy, còn người ngu thì mãi mãi không thể hiểu cái lời của Ngài dạy rất là thâm sâu. Cái câu đầu tiên là Haranti Phoga Dometan, các của cải giết hại kẻ ngu si. Kẻ ngu si thì họ nương tựa vào của cải, nương tựa vào vật chất, bám níu vào trong đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, các mối quan hệ. Họ chỉ đặt cái đồng tiền, đặt lên những cái mối quan hệ đó. Và hễ có cái của cải thì họ tiếp xúc với nhau, cái sự vui, sự tham ái, sự hỷ hoan. Còn nếu không có cái đó nữa thì họ khinh rẻ nhau, họ chém giết nhau cũng vì những cái này. Và người trí hiểu được những cái này thực sự giết chết những cái kẻ ngu si. Đã bao nhiêu đời chúng ta say mê ở trong cái này rồi. Cái thấy thì nó không thấy kim cương vàng ngọc, cái nghe nó cũng chẳng có nghe kim cương vàng ngọc. Và nó lại là một quả của nghiệp, nhưng mà nó lại không biết vàng ngọc là gì, kim cương là gì, mà nó lại là một cái quả của nghiệp thiện hay quả của một nghiệp ác. Và chúng ta thấy cái quả mà nó còn nó trổ ra mà nó không biết được, chỉ có tham ái, chỉ có dính mắc, nó mới đau khổ thôi. Chứ còn cái thấy thì nó chỉ duy nhất thấy cái đối tượng thị giác thôi. Khó không? Rất là khó phải không? Dầu là bạn có thần thông hay chăng nữa, bạn cũng không bao giờ hiểu được đối tượng thị giác. Chỉ khi nào bạn có tuệ giác, bạn nghe lời Đức Phật dạy một cách thâm sâu, bạn sẽ hiểu được. Khi nào bạn hiểu được đối tượng thị giác và cái thấy, bạn sẽ hiểu được Đức Phật ở đâu và Ngài dạy cái gì. Và có dễ hiểu được cái thấy không? Thậm chí cái được thấy còn đã khó hiểu rồi, mà hiểu được cái thấy nữa thì vô cùng khó, vô cùng khó. Và giáo pháp của Đức Phật thì thời buổi này đa phần là người ta đi theo một cái phương pháp nào đó, người ta không có chịu học hành nghiên cứu kỹ lời Đức dạy. Và giáo pháp của Đức Phật nó đang bị hủy hoại một cách rất là trầm trọng. Ai ai cũng có thể thuyết giảng, và người đó, người nào cũng có thể lấy cái thiền định và chánh niệm ra một cách bừa bãi để mà giảng thuyết. Lúc nào cũng nói chánh niệm đi như thế này là trí tuệ. Làm sao có thể được khi mà các pháp là vô ngã vô duyên? Chỉ khi nào đủ duyên chúng mới sanh khởi, không đủ duyên thì chúng không có cách nào sanh khởi. Trí tuệ chúng không có hiểu về quá khứ, vị lai, mà trí tuệ chúng cũng không có hiểu về khái niệm. Trí tuệ chúng chỉ hiểu vì cái gì là thực hiện giờ mà thôi. Còn cái đã qua đi rồi thì trí tuệ nó không thể hiểu được, bởi vì trí tuệ nó xâm trong hiện tại thì làm sao nó hiểu quá khứ, không có chuyện đó. Như vậy thì hiện tại là cái gì? Luôn luôn có mặt, phải không? Là cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm trong đời sống hàng ngày thôi. Ngày mai các bạn ngủ say, các bạn dậy thì cũng lại có những cái pháp nó hiện khởi ở đó rồi. Bởi vì cuộc sống của chúng ta chính là pháp đang vận hành, chứ không có cái gì vận hành ở đây hết. Do vậy là ngũ uẩn bị chấp thủ hoặc là ngũ uẩn được hiểu biết thôi.
ngũ uẩn bị chấp thủ thì nó sanh ra rất là nhiều thứ ngũ uẩn sai biệt. Còn ngũ uẩn được hiểu thì ngũ uẩn sẽ được diệt. Cái từ ha lăng tí là cái căn hâm, ở đây là một cái động từ chia theo thể hiện tại, tha động từ là cái sự hại hay là sự giết, giết chết hại. Phoga, phoga, phoga là một cái danh từ nam tánh chủ cách số nhiều trong cái câu kệ này là của cải tài sản. Của cải ở đây là gì? Của cải ở đây thì tài sản này, vật chất này, con cái này, châu bò này, ruộng vườn này, và vàng bạc châu báu này, cá tôm vân vân, của cải hết, vật thực lúa gạo. Các cái tài sản mà người đời cho nó là quý báu. Rồi cái từ đâm mê thăng, đó gồm có một cái nhóm từ, là cái từ tiếp động ngữ của nó là đú, còn mê mê thá, nam tánh chia theo đối cách là kẻ ngu si. Kẻ ngu si không thấy được những cái tài sản này, nó chỉ là đất, là nước, là lửa, là gió, là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh. Và kẻ ngu si đắm nhiễm nó để cho tham dục, để cho vô minh chấp thủ vào chúng. Mà kẻ ngu si thì nghĩ rằng tài sản này sẽ bảo vệ được mình khỏi sanh, khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết, khỏi khổ, khỏi sầu bi, ưu ai. Nên là kẻ ngu si không có bố thí, không có chia sẻ, không có xả bi. Không có làm các cái công đức. Nên là kẻ ngu bị mất đi đó, bị người ta lấy cướp mất đó, thì kẻ ngu sầu khổ, uất ức khóc than và chết. Rồi kẻ ngu mà giữ được nó đến khi chết, kẻ ngu cũng mất đi mạng sống, thì những cái tâm si ám này do không có phước báo, mà những cái tâm bất thiện này chúng cho những cái quả, sanh ra những cái ngũ uẩn trong tương lai, là những cái ngũ uẩn bất thiện, cái ngũ uẩn đầy chứa đầy những cái khổ đau trên các căn môn của mình. Và thật sự cũng vậy nữa. Ai ai cũng nương tựa vào các cái tài sản. Bởi vì các cái vật chất tài sản nó làm cho con người ta có cái cảm giác an toàn, cái cảm giác được ngưỡng mộ, cái cảm giác
làm cho cái bản ngã của mình nó được tăng trưởng ở những cái nơi đô hội hay là khi chúng ta tiếp xúc. Cái từ đú tức là xấu ác, còn cái từ mê tha tức là một cái danh từ nữ tắm chỉ cho bậc trí. Tiếp theo là cái câu kệ lô chá và raga về sino là không giết hạ những người tầm cầu bờ kia, tức là các ngài đã thấy bao nhiêu những cái hình ảnh của cuộc đời vì chút tài sản, vì chút đất đai, vì một vài mét đất, một vài cái đồng bạc mà anh em chúng chiết chém giết nhau, cha con chém giết nhau, bạn bè chúng hại nhau, thậm chí là những người bất thiện trong giáo pháp của Đức Phật họ cũng đi kiếm, đi tìm, cũng hại nhau, trong những cái vật chất mà lúc đầu thì chưa có gì thì họ tỏ ra là bạn thân, bạn bè, giúp đỡ. Nhưng khi mà có tài sản, có danh vọng, có cái sự quen biết với những người này, người kia thì những cái phiền não chúng xâm nhập. Ngay kể cả cuộc sống tu hành cũng vậy. Những người Phật tử giàu có thì được chúng ta tiếp đãi rất là nồng hậu. Còn những cái nghèo khó hay là những cái nhà sư nghèo khó thì cũng chẳng có mấy ai người ta quan tâm đến những cái vấn đề đó. Và chúng ta thấy phiền não nó có mặt ở khắp mọi nơi. Nó có mặt ở khắp mọi nơi. Nhưng mà nó không lừa được con mắt của bậc trí nữa rồi. Bởi vì bậc trí đã biết nó là cái gì. Nên là các hoa mỹ ở đời chúng không phải là dục đâu. Mà chính là do tâm si ám của mình cho những cái thứ này là đáng ngưỡng mộ, đáng mong cầu. Người trí thấy rằng nó là sự nguy hiểm, cái vị ngọt của nó. Nó đã giết chết bao nhiêu là những cái anh hùng, bao nhiêu là kẻ mà có những cái lý tưởng cao đẹp, nhưng mà tất cả đều bị chúng nhấn chìm hết. Chỉ là một cái chút tứ đại nhỏ nhoi vậy thôi. Chúng có những cái màu sắc, rồi chúng được người đời tôn vinh lên thành những cái thứ phù phiếm thôi. Mà các ngài đã chánh niệm qua những cái con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, và ngài đã thấy được chúng chỉ là những cái thứ vô tri vô giác. Chúng cũng chỉ là những cái tính chất cứng mềm như bao nhiêu cái tứ đại có hình thù khác nhau vậy thôi, chứ không có cái gì khác hơn cả. Nên khi vị đó giàu là có hay không có thì vị đó cũng biết rằng chỉ có những cái tứ đại đã hợp chứ không có cái gì ở đây cả. Lô tức là bất biến từ là không, và cái từ Paragawesino là cái danh từ nam tánh chia theo đối cách số nhiều, là người có tầm cầu bờ kia. Bờ kia là bờ giác ngộ. Bờ giác ngộ thì ngài thấy cái gì mà thấy giác ngộ? Bởi vì ngài thấy chính cái thứ này chúng sanh mê đắm cho chúng để mà các cái dục nó tăng trưởng.
các dục nó tăng trưởng. Như vậy đất nước lửa gió nó làm cho chúng sanh nó có những cái hình thù, những cái màu sắc này kia nó khác biệt, làm cho chúng sanh mê đắm. Cũng giống chúng ta chẳng khác gì những cái đứa con nít, nếu mà chúng ta không hiểu giáo pháp của Đức Phật. Đứa con nít thì nó chơi những cái đồ mà mẹ nó mua về, những cái đồ mà bằng mũ, bằng ấy, nó hoa hoa, đỏ đỏ, rồi nó kêu chíp chíp, rồi đứa trẻ nó vui chơi. Chúng ta thì cũng vậy. Chúng ta vui chơi trong những cái đèn mờ, cái quán cà phê, rồi trong những cái thân thể uống éo hay nè, trong những cái, cũng cái đèn nó chớp chớp, nó chỉ khác cái đứa em bé một chút thôi. Nó thay đổi các cái hình thức của nó. Nhưng mà người trí đã thấy ra, thấy ra những cái này thật là không đáng. Cái từ para là một cái danh từ trung tánh, chỉ theo cái nghĩa là kia. Kia tức là bờ bên kia đó, tức là niết bàn, sự tịch tịnh của tâm đó. Gauvesi là một cái danh tính từ nam tánh, là người có sự tầm cầu. Người có sự tầm cầu. Người có sự tầm cầu gì? Thực tế là người mà xuất ly khỏi các dục thì là tâm nó hướng về cái sự tịch tịnh, niết bàn. Mà dục là cái gì? Thì chúng ta phải hiểu những cái thứ này, thế giới này. Cái từ tiếp theo là phô gá tâm ha giá đâm mê thô hành tí anh nhê quá ạch tận năng. Cái từ phô gá tâm ha giá là một cái hợp từ, cái từ phô gá cộng với tâm ha, nó là một cái nhóm từ mà nó thuộc lữ tánh. Ở đây câu kệ này chia theo sử dụng cách là do tham đắm của ái, do tham đắm của ái, do tham đắm của ái. Vậy chúng ta thấy đa phần là người ta luôn luôn đi tầm cầu tài sản. Chúng ta bố thí cũng là một cái dạng mà tầm cầu tài sản đó, chứ không phải là xuất ly đâu. Chúng ta bố thí để tầm cầu tài sản cho kiếp sau đó, chứ không có dễ gì mà chúng ta đạt được cái sự bố thí mà Ba La Mật như Đức Phật dạy đâu. Khi chỉ khi nào chúng ta hiểu pháp, chúng ta mới biết bố thí Ba La Mật là như thế nào. Chứ còn đa phần thì chúng ta bố thí là tầm cầu đó, mà tầm cầu, mà thậm chí là còn tà kiến nữa kìa. Sau cái khoảnh khắc bố thí, tầm cầu kiếp sau tôi sẽ được như này, tôi sẽ được như kia kìa. Chứ không phải là bố thí là chúng ta tưởng là bố thí là chúng ta đã làm một cái gì tốt đẹp để chấm dứt phòng sanh tử luân hồi đâu. Chưa phải, nhớ như vậy. Khi nào mà có con người hiểu pháp á, thì họ mới biết cách bố thí như thế nào. Lúc có chánh niệm, biết rằng bố thí đây là một thiện pháp, một cái tâm thiện này nó sanh lên là một điều vô cùng quý báu, chứ không phải là cái đối tượng được bố thí, mà nhất là cái tâm thiện này nó sanh lên là vô cùng khó bởi nhân duyên của nó. Thì cái người trí tác động với cái tâm thiện này để gặt hái cái quả giác ngộ. Cái từ phô gá là một cái danh từ lam tánh, là của cải tài sản. Của cải tài sản ở đây thì chúng ta biết là nó rất là nhiều thứ, nhiều loại ha, rất là nhiều thứ, nhiều loại, chứ không phải là vàng bạc châu báu không đó. Cơm cháo, gạo nước, thuốc men, vân vân, rất là nhiều thứ. Cái từ tâm ha, danh từ lữ tánh, chỉ cho cái từ tham. Tham đâm mê thô, mê thá thì chúng ta biết rồi ha, là bậc trí. Nhưng mà cái từ đú ở phía trước chỉ cho cái kẻ ngu si. Cái từ hanh tí là cái canh hanh, động từ hiện tại, chỉ cho cái sự giết hại là hanh tí đó. Và cái từ anh nhê quá, anh nhê cộng với ê quá, anh nhê thì chúng ta biết rồi, là một cái tính từ nam tánh, nó chỉ cho cái khác hay kẻ khác. Ở đây đối với con người thì nó nói là kẻ khác. Tính từ lam tánh chia theo đối cách số nhiều, kẻ khác. Ê quá thì chúng ta biết rồi, nó là bất biến từ, chỉ cho cái sự nhấn mạnh, ví như hay là gì đó. Vậy. Cái từ attanang, attanang tức là attá, là một cái danh từ lam tánh, đối cách, chỉ cho bản thân mình, chính mình.
chính mình. Và Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch là tài sản hại người ngu, không tìm cầu bờ kia, không người tìm bờ kia, kẻ ngu vì tham giàu, hại mình và hại người. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, đó là phần chích nghĩa từ vựng. Phần thứ hai là câu pháp cú. Ngài dịch là giàu sang hạ người ngu, không hạ người cầu tìm đến được bờ bên kia, kẻ ngu vì ham giàu hại mình và hại người. Và bài kệ pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Chetavana, đề cập đến vị trưởng giả Aputaka, và được nghe rằng một ngày thì một ngày nọ Đức Thế Tôn và một ngày nọ Đức vua Pasenadi đó, nước Kosana, Đức vua được tin là có một cái vị trưởng giả này ở trong cái thành Savatthi vừa mới bị bệnh và mệnh chung. Thì lúc này những cái người dân loan báo đến cho Ngài rõ rằng là cái tài sản của cái vị đó còn rất là nhiều. Và thì Đức Vua mới hỏi rằng tài sản ấy sẽ chuyển giao cho ai. Thì những cái người đó mới nói là Tâu Đại Vương sẽ chuyển giao cho Đại Vương và sẽ xung vào cái công khố. Rồi thì Đức Vua cho chuyển đi cái tài sản đó vào cái công khố và chọn cả 7 ngày mới chuyển hết cái tài sản ấy vào trong cái hoàng cung. Rồi Đức Vua Pasenadi Kosana thì đi đến cái đại tự Chetavana và yết kiến Đức Thế Tôn. Thì bậc đạo sư mới hỏi rằng là, này Đại Vương, có chuyện gì mà Đại Vương đi đến vào cái buổi trưa rất là nắng gắt như vậy? Thì Đức Vua mới bạch Đức Thế Tôn là có một cái vị trưởng giả này ở trong cái thành Savatthi vừa mới mệnh chung, và những cái tài sản của ông ta để lại rất là nhiều, và con phải di chuyển những cái tài sản của cái vị này để vào cái công khố. Và vị ấy không có những cái người con hay là dòng họ để thừa tự. Bạch Đức Thế Tôn được nghe rằng là cái trưởng giả này rất là giàu có, nhưng mà khi nhân mang cái thực phẩm thượng vị đến cho ông dùng thì thực phẩm đó đựng ở trong cái chiếc mâm vàng. Thì ông ta mới nói rằng là loài người mà được dùng vật thực ngon như vậy ư? Thì người đang mỉa mai ta chắc. Thì khi mà những cái gia nhân đặt cái mâm vật thực xuống thì ông lấy cái cây hay là lấy gạch đá và ném và xua đuổi những cái người đó đi. Và ông ta chỉ cho dùng những cái gạo lát, những cái món cơm hẩm hiu với nước cải chua và nói rằng đây mới thực sự là cái vật thực của nhân loại. Và khi những cái vị người gia nhân này mang những cái vải tốt đến cho ông thì hay mang những cái chiếc xe đẹp tốt đến thì ông mắng nhiếc, dùng những cái gậy gộc đá gạch để xua đuổi, và ông ta chỉ dùng những cái y rất là thô xấu, chỉ đi xe thô xấu mà thôi. Này Đại Vương, chuyện này quả là có thật như thế. Vì thuở quá khứ, những cái tiền của ông ta đã cúng dường đến Đức Phật Độc Giác gọi có tên là Tá Gá Rasikhi, những cái vật thực. Thì một cái lần nọ, khi ông đang ngồi trên gác thì chợt trông thấy Đức Phật Độc Giác đang trì bình đứng ở trước nhà của mình.
thì ông bảo những cái người làm gia nhân á, hãy cho cái vị sa môn bắt cơm, rồi ông ta đứng dậy bỏ đi. Được nghe nói rằng vị trưởng giả đó là người không có đức tin nên mới nói như thế thôi. Riêng vợ ông là những người có đức tin và nghĩ rằng lâu nay thì mới được được chồng ta nói đến tiếng cho, thì cái sự ước nguyện của ta đã được viên mãn. Và trong ngày hôm đó thì cái người vợ của ông ta cúng dường vật thực hảo hạng đến ngài, và bà liền thỉnh cái bát và đặt vào bát những cái món vật thực rất là thượng vị cúng dường đến Đức Phật Độc Giác. Ngài nhận bát rồi ngài ra đi, thì cái ông trưởng giả đi cửa sau và ra thì gặp Đức Phật Độc Giác đang ôm cái bình bát, nên hỏi cái vị Độc Giác rằng: này ông Sa Môn, ông có được cái chi chăng? Thì khi đợi Đức Phật Độc Giác trả lời thì ông mở cái nắp bát của ngài ra xem và thấy những cái loại vật thực rất là thượng vị. Thì ông, tâm của ông khởi lên cái sự khó chịu, sự tiếc nuối bất bình, và ông suy nghĩ rằng cái vật thực này lên cho cái lô lệ của ta dùng còn có ít hơn, vì khi họ dùng vật thực đó họ sẽ đi làm việc tốt đẹp cho ta, còn cái ông sa môn này khi ăn rồi sẽ tìm nơi ngủ mà thôi. Vật thực của ta sẽ hao phí đi. Và Đức Phật này nói này nữa, đại vương, cũng trong cái kiếp đó thì trưởng giả đã giết chết một cái người cháu ruột của mình và sang đoạt những cái tài sản. Và được biết rằng cái người trưởng giả khi dạo chơi với cháu mình thì đứa cháu nắm lấy tay của ông và nói rằng chiếc xe này là của cha con bò này là của cha con. Thì trưởng giả suy nghĩ hiện giờ nó đã biết nói như thế rồi, sau khi nó trưởng thành thì ai sẽ là người gìn giữ gia tài này. Và khi mà ác tâm sanh khởi nơi ông trưởng giả, và ông đã nổi sanh cái ý ác và dẫn cái đứa cháu của mình dạo chơi trong cái khu rừng và dùng hai cái tay và bóp cổ cái đứa cháu của mình. Và chúng ta biết được rằng đời sống xã hội của chúng ta bây giờ thì những cái trường hợp này cũng rất là nhiều. Hiện tại luôn là như vậy. Người ta bóp chết cái ông đó, ông bóp chết cái người cháu của mình rồi liền bỏ cái xác vào những cái bụi rậm gần đó. Này đại vương, đây là cái tiền nghiệp của cái trưởng giả đó. Khi mà Đức Thế Tôn thần thông và ngài đã thấy được cái tiền kiếp, và Đức Thế Tôn mới vương do cái quả của trưởng giả cúng dường vật thực đến Đức Phật Độc Giác nên được thọ sanh làm chúa tể đế thích tới 7 lần. Quả còn dư sót thì được làm đệ nhất trưởng giả có đại tài sản trong cái thành Sa-wa-thi này cũng tới 7 lần. Do nghiệp quả khởi lên tâm bất bình hối tiếc rằng nên cho vật thực này đến lô lệ dùng, vì dùng vật thực này sẽ làm việc cho ta có ích lợi hơn, nên tâm của trưởng giả không chịu dùng cái vật thực thượng vị, không thích dùng cái đồ cao quý hay là dùng những cái loại xe đẹp hay là vòng vàng vân vân, thì không chịu dùng hay là thọ dụng 5 cái dục trưởng giữ. Và do quả của cái nghiệp sát hại cháu của mình á, để cưỡng đoạt tài sản trong cái tiền kiếp đó, thì do cái dòng nghiệp lực á, nên tái bị thiêu đốt trong địa ngục với cái thời gian
rất là dài. Và cái quả còn dư sót thì ông cũng lại bị tuyệt tự. Và đại tài sản ấy được chuyển giả sung vào công quỹ. Và này đại vương, lại nữa, phước cũ nay đã hết mà y không còn tạo phước mới. Vì có tâm bỏng sẻn, này đại vương, chính khi mệnh chung thì y rơi vào địa ngục Maha Ru Ru Quá, bị thiêu đốt trong lửa địa ngục. Và khi mà đức vua nghe được tiền kiếp của cái ông trưởng giả này như vậy, thì đức vua ấy bạch Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu thay, đây là quả của nghiệp quá nặng. Khi mà trưởng giả ấy có được cái tài sản như thế mà không tự thọ hưởng, và khi được đấng chánh đẳng giác trú ở nơi đó, thì ông ấy cũng chẳng tạo được cái phước thiện gì. Và Đức Thế Tôn mới xác nhận: thật vậy, này đại vương, người thiếu chí đã được tài sản, thường không làm, không có tầm cầu niết bàn. Lại nữa, ái dục phát sanh do tài sản, thường giết người ấy lâu dài. Và ngài Cẩm Đề với bài kệ của ngài, tức là ngài Pháp Minh đó: bá hộ không còn để đối lòng, chết rồi di sản bị xung công. Đức vua muốn biết dành nhân quả, cầu Phật từ bi giải lý thông. Bởi ông bá hộ kiếp xa xưa, bảo vợ dâng cơm đến Phật Đà, nhưng lại trở lòng tham hối tiếc, nay giàu chẳng dám hưởng vinh hoa. Vì giết con anh đoạt sẵn sấm tài, bảy đời tuyệt tự chẳng con trai, lại không bò của ra làm phước, hiện ở A Tỳ chịu khổ sai. Tài sản chỉ làm hại kẻ ngu, bo bo giữ của chẳng lo tu. Người khôn biết lắm xa tài dục, tâm trí cầu mong quả đặc thù. Đó là bài kệ ngày hôm nay chúng con xin đọc đến chư Đại Đức Tăng. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý vị, câu chuyện đã được kể, từ ngữ đã được trích dẫn. Chúng ta hãy quay về với sát la hiện tại. Câu chuyện chỉ là câu chuyện. Chúng ta có cái gì, cái đó cũng chỉ là đất. Chúng ta có xúc chạm cái gì cũng chỉ xúc chạm với đất. Chúng ta có mộng mơ được cái gì thì cũng chỉ được đất nước lửa gió. Chúng ta có cho cái gì thì cũng lấy từ đất để cho. Chúng ta có giành giật cái gì thì cũng giành giật từ đất. Như vậy, tứ đại là một loại dạ xoa rất là lớn. Tứ đại là một bông hoa nhỏ, là một núi đá, là một ngôi nhà, là một viên kim cương, là vàng, là bạc, là phân, là nước tiểu, là thịt, là xương, là tóc, là lông, là móng, là răng, là da, là gân, là xương, là thịt, tủy thận, tim gan. Tứ đại bị chém giết, tứ đại được cưới xin, tứ đại được ôm ấp, tứ đại được chấp thủ, tứ đại được phân nhỏ, tứ đại được nghiền nát. Cho đi cũng cho tứ đại, mà cướp của hay giết hại cũng chỉ là tứ đại thôi. Để cho chúng ta thấy được rằng là tất cả những gì chúng ta đã say sưa tìm cầu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp trong sanh tử, cái thực sự
chúng vẫn vô tri như thuở nào. Chúng không biết nói, không biết cười, không biết buồn, không biết vui, không biết đẹp, không biết xấu. Chúng không cho chúng là bất cứ cái gì cả. Khi nào mà chúng ta hiểu được chúng thì chúng ta chỉ sống thật là vừa đủ, thật là cần thiết cho một cái đời sống. Và chắc chắn rồi, chúng ta đi tìm cầu những cái tứ đại mà được quảng bá, được người ta giao tiếp hàng ngày, nên từ đó vô vàn những cái tâm tham sân si sanh khởi trong đời sống. Nếu không có tứ đại thì chắc chắn là tham sân si không thể sanh khởi được. Nhưng mà ở trong đời sống thì cái người nghèo khó không làm ra tài sản thì bị khinh miệt, bị ghét bỏ. Mà họ cũng si mê, phải không? Rồi khi mà cái người có tài sản thì họ có được tài sản thì họ cũng bị tham, sân si, làm mờ mắt. Và người không có tài sản thì cũng bị tham sân si làm mờ mắt. Và chúng ta biết cuộc sống thì cái vật thực để nuôi sống con người nó là một cái sự rất là thiết thực. Đằng sau cái vật thực đó là cái những cái cảm thọ khổ, nó luôn luôn khi đói nó quất vào cái thân này liên tục. Nó là một cái voi mà cái nhân luân hồi, cái quả luân hồi chúng quất vào liên tục với cái thân này. Nên là chúng ta chưa đói, chúng ta ăn ngon ngày hôm nay là chúng ta đã tính đến cái tài sản, đến những cái vật thực để chúng ta giữ gìn cho cái thân mạng này, cho cái miếng thuộc đời sống của chúng ta. Thì có những người tỉnh táo thì họ còn biết cách bố thí, họ còn biết cách san sẻ. Còn có những người ngu si thì họ sẽ dùng cái sự chém, dùng cái bạo lực, dùng cái uy quyền để mà họ cướp đoạt những cái của cải tài sản của kẻ khác. Và chúng ta thấy ở đâu mà có cái vị ngọt của tài sản, ở đâu mà có cái vị ngọt của tiền bạc, của cái sự cúng dường nhiều, nợ đó rất là đông. Cái đó là một sự thật. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là là một cái gì đó thấm thiện cao thượng. Cái người thấm thiện cao thượng là người nhìn thấy sự thật mà thôi.
Nên là khi mà chúng sanh á, những cái loài thú mà giết thì chúng si mê, chúng chỉ đi tìm những cái thức ăn ở trong thiên nhiên, trong rừng. Nhưng mà con người của chúng ta sóc căn, biết xây nhà, xây cửa, biết tích lũy tài sản, biết tính lũy tích đất đai, làm những cái đồ vật dụng. Nên là con người luôn luôn đi tìm cầu những cái tài sản, bất chấp mọi thủ đoạn. Bất chấp mọi thủ đoạn. Do con người không có, do không có cái tâm hiểu biết được. Đó là tài sản hại cái người ngu. Hại cái người ngu. Người ngu càng có nhiều tài sản thì người ngu càng ngã mạn, người ngu càng hống hách, người ngu càng chấp thủ. Và cái người tu đó mà đi vào giáo pháp của Đức Phật mà chỉ nhìn vào cái tài sản thôi đó, người đó có học giáo pháp đến 1.000 năm cũng không bao giờ chí nó sanh khởi được hết á. Vì tâm nó mà đã hướng tới tài sản thì luôn luôn nó nắm giữ, nó mong cầu, nó tạo dựng những cái kế hoạch cho tham, sân, si, cho dục. Người tại gia cũng vậy. Người tại gia mà giàu có, tài sản của họ vẫn ở trong nhà, họ gìn giữ, họ không cho đi. Nhưng chưa chắc nó phải là người ngu đâu. Bởi vì cái cho đi chưa chắc đã cho đi tốt đẹp. Người có chí người ta biết cần lúc nào cho đi và lúc nào không cần phải cho đi. Đối tượng nào cần được cho ở thời điểm nào và không cần được cho. Nhưng mà tài sản để ở đó, họ không có chấp thủ và họ biết rằng lúc cần thiết. Còn người ngu thì luôn luôn cái tâm ý của họ là bám chấp, giữ gìn, họ bám chấp, họ chấp thủ vào đó. Nên là khi cha mẹ quyến thuộc hay là những cái lúc ngặt nghèo họ, con cái, họ cũng không đem ra cho hay là đem ra bố thí. Thì đó được gọi là người ngu. Không phải là cái người giàu có. Mình thấy họ ít có cho đi, mình nghĩ họ là người ngu, không phải. Họ hiểu biết là khác. Có nhiều người có rất nhiều tài sản, họ cho đi thường xuyên, nhưng mà cái cho của họ đó cũng chưa chắc đã tốt đẹp
cũng giống như cái ông trưởng giả này. Và chắc chắn là chúng ta biết ai rồi cũng phải chết. Và chúng ta đi qua đời sau là một cái thân tướng mới hoàn toàn. Cha mẹ mới, bà con mới, quyến thuộc mới, xứ sở mới. Rồi đây chúng ta cũng lại bỏ vợ con cha mẹ lại ở phía sau. Thầy bạn tốt tất cả. Cũng như kiếp trước, chúng ta đã từng bỏ cha mẹ tài sản ở đâu đó. Bây giờ có đôi khi tâm của chúng ta nhớ về những cái ký ức. Có đôi khi chúng ta ngủ chúng ta thấy những cái đuối tài sản mà chúng ta có ở đâu đó, nhưng chỉ trong mơ thôi. Nhưng mà cái đó nó cũng báo hiệu rằng đời trước chúng ta đã từng cái tâm, cái lúc mà chúng ta sanh ở những cái xứ sở đó, chúng ta cũng đã từng có những cái tài sản đó. Mà nhiều người phát triển được cái tâm chánh niệm tỉnh giác cao độ thì các ngài kể lại từng chi tiết nó đúng với những cái đó là có thật. Như vậy thì tất cả mọi tài sản ở trên thế gian này không có ai đem đi được cái gì cả. Nó là cái vật trao đổi, vật vô tri, và chúng không có đi theo và phụ thuộc vào ai hết. Chúng chỉ phụ thuộc vào một chút phước báo của cái kiếp đó, rồi tất cả đều dừng lại trước cái chết. Và chỉ khi nào chúng ta đến với loài người, ăn uống nhai đếm thì chúng ta mới cái vật thực, cái tài sản vàng ngọc này nó mới cao quý thôi. Còn khi chúng ta đi đến loài thú, loài trâu, loài bò, loài sư tử, loài báo thì thịt chúng sanh là cái điều quý báu đối với họ, cỏ là cái điều quý báu đối với họ. Như vậy để cho chúng ta nói là cái gì? Để cho chúng ta thấy rằng là phước báu, thiện pháp là cái lời lương nhờ tối thượng mà Đức Phật dạy, chứ không phải là cái tài sản. Cái tài sản có để sử dụng, để tạo ra những cái phước báo, và nhất là chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Nên là Đức Phật mới dạy là tài sản hại cái người ngu. Và trong nhiều nhiều kiếp luân hồi, trong tiền thân Đức Phật, Đức Bồ Tát, khi mà Ngài thành Phật, Ngài kể cho chúng ta những cái sự tai hại của cái sự keo kiết bổn sỉnh khi mà tái sanh khổ như thế nào. Và đa phần thì những cái người có tài sản thì ít có người nào tìm cầu với bờ kia lắm. Chỉ có một số người có được những cái duyên lành đặc biệt đã nhiều đời mà có niềm tin đối với Tam Bảo, nên bây giờ họ gặp chư Tăng, họ còn cung kính đảnh lễ, họ còn làm những cái việc phước thí để tạo ba la mật qua bờ kia thôi. Còn tất cả thì họ cũng chỉ cho cái thân bằng quyến thuộc một chút ít thôi. Đó là hiếm lắm. Một người mà cho thân bằng quyến thuộc cho cha mẹ, anh em hay cho bạn bè là một cái số người rất là ít. Đa phần là họ chấp giữ cho con cái họ, cho vợ chồng, cho những cái cuộc du hí dục lạc của họ là nhiều. Phần nhiều là như vậy. Nhưng mà cái tài sản này nó khổ một lỗi là nó cũng đến từ những cái việc phước thí trong đời sống của họ trong nhiều kiếp. Thì họ mới có được. Nhưng mà khi có được rồi thì họ lại đắm nhiễm vào trong các cái cuộc vui đó. Nên là chúng ta thấy được rằng là khó có người trí để tìm cầu bờ kia lắm. Không thấy được cái sự nguy hiểm trong các dục. Cái sự nguy hiểm trong các dục. Và chúng ta biết là tài sản nó chỉ có giá trị trong loài người thôi. Nếu là loài thú mà giết thì con trâu con bò nó coi vàng với kim cương thì không có là cái gì hết. Nó không có cao quý.
nó chỉ là cỏ và cỏ thôi, nhưng mà tái sanh là một sự kinh cảm, phải không? Tái sanh là một sự kinh cảm. Hôm nay chúng ta là ông sư, nhưng ngày mai là con rắn đó. Chứ đừng có nghĩ rằng sư là tốt đẹp, tâm là tốt đẹp, chứ không phải là sư là tốt đẹp. Nhớ như vậy. Tâm mà không được huấn luyện, không được đào tạo, không được học hiểu trong chánh pháp của Đức Phật là có vấn đề ngay. Do vậy mà chúng ta thấy rằng tài sản từ ngu không người tìm bờ kia, kẻ ngu vì ham giàu. Những cái người mà chúng ta thấy có tài sản là họ luôn luôn tìm cái cách nào để nhiều nhiều tài sản hơn nữa. Bởi vì có nhiều tài sản, họ đi đến đâu cũng được người ta khen họ giàu, họ có này kia. Từ cái chỗ đó họ chỉ đắm nhiễm trong những cái tài sản đó, họ không còn biết cái điều gì khác. Họ không thấy cái sự nguy hiểm của sự già, sự đau, sự bệnh, sự chết, sự vô thường, họ bỏ lại tất cả. Nên kẻ ngu vì ham giàu hại mình và hại người. Đúng, ham giàu thì hại mình và hại người là sao? Là kẻ ngu đó. Ham giàu, khi giàu có rồi, có tiền, có bạc, khi mà ai đụng đến gia đình, con cái mình là họ xử sự bằng tiền bạc, họ giết hại, họ lấp liếm, họ che đậy những cái tội lỗi của họ bằng tiền, bằng tài sản. Họ mua chuộc những quan quyền, những cái người có danh thế, có người có cái sức mạnh ở trong này kia, họ làm hại những cái người khác một cách rất là dễ dàng. Họ rất là ngã mạn, họ không có thương ai hết. Khi mà họ có tiền bạc, họ ngu si, họ không có bố thí này kia đó. Họ chỉ muốn đạt được cái tài sản cho bằng được. Nên là chúng ta thấy ở trong đời sống xã hội, những cái người có tài sản họ không có bố thí thì đa phần là họ chỉ vơ vét, họ tìm mọi cách thủ đoạn để họ mua chuộc có được đất đai, nhà cửa vân vân rất là nhiều, và làm cho những cái người khác không có chỗ để ở, để dung thân. Họ canh người ta bệnh ốm đau này kia, rồi họ chịt buộc, họ mua bằng giá rẻ vân vân. Nên là kẻ ngu đó, tài sản hại kẻ ngu nào vậy? Không người tìm bờ kia, kẻ ngu vì ham giàu hại mình và hại người. Nên bậc trí thấy cái sự nguy hiểm trong các dục, thấy cái sự nguy hiểm trong tiền tài, vật chất, nhà cửa, đất đai. Nên người trí thấy chúng sanh mê đắm trong các cái điều này, mà chúng sanh phải sanh tử khổ đau, thấy những cái cái điều đó bất hạnh đó, nên là người trí bố thí. Người trí thấy rằng cuộc sống này thật là không có cái hương, không có cái gì để mà phải mong cầu. Cái tài sản vật chất chỉ do cái thế gian này ảo tưởng mà chúng dựng lên như vậy thôi, chứ còn chúng chỉ là đất, là nước, là lửa, là gió. Và người trí đã thấy được cái thấy thì không có thấy kim cương hay thấy vàng bạc. Cái nghe thì nó không có nghe kim cương hay vàng bạc gì cả. Cái nghe nó chỉ nghe một cái âm thanh rồi nó diệt. Đếm cái vị rồi nó diệt. Và người trí thấy thế giới nó chỉ có như đó, nó sanh và nó diệt. Rồi nó lại sanh, rồi nó lại diệt, cũng chỉ bấy nhiêu đó thôi. Nên người trí nhàm chán. Còn người ngu thì cho những cái thứ này là một cái gì đó. Nên là người ngu bám chấp vào đó. Nên là những cái hành nghiệp, những cái si ám, chúng che mờ các cái thực tánh của các pháp, không có hiểu được cái bản chất vô thường, cái bản chất của tứ đại, cái bản chất vô tri của chúng. Nên là người trí hướng tìm cầu cái bờ kia, thấy được cái sự nguy hại của các cái
tài sản vật chất này nên người trí xả ly, không có tìm cầu những cái điều đó. Người trí chỉ sống vừa đủ, không có chấp giữ tài sản, không có giữ chúng, vì người trí thấy cái sự nguy hiểm của chúng. Và người ngu nên chấp tài sản, nên là khi có tài sản thì họ phải gìn giữ, để nhiều người khác gìn, họ muốn giết, họ muốn hại, rất là nhiều cái sự thống khổ. Người trí thấy như vậy nên là người trí thoát đi. Và người trí thấy được rằng là tất cả tài sản ở trên đời này chưa có ai giữ được cái gì khi qua bờ kia cả. Nhưng mà nghiệp của chúng sanh thiện là nó cho quả an vui, mà bất thiện thì dầu người đó có tài sản bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà cái bất thiện ở trong tâm nó cho quả là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì những cái tài sản này sai không có đưa. Do đó mà cái câu kệ này để nói lên cái sự mà cái người mà nắm giữ những cái tài sản, chấp thủ chúng thì nó sẽ gây hại và nó làm cho tâm của chúng ta si ám và không có tìm cầu bờ kia được. Nên là kẻ ngu vì ham giàu hại mình và hại người. Bài pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càng các bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, a tu la, diêm chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc, tấn hóa và sớm điều chi được lý thứ thánh đế trong giáo pháp của Đức Phật. Phước báo này có nguyện là nhân là duyên thành tội ba năm mật và chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Vì chánh pháp của Ngài thật là vô thượng, hy hữu chúng con mới được gặp. Do lời chân thật này, mong cho con thành tựu. Và nhất là nguyện này, con sẽ làm một ngôi tam bảo thật là tốt đẹp, đến chư Tăng để thành tựu. Nam Mô Bụt Thầy nhé. Dạ, sa thú. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhận đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho lòng chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Sapabangalang rakhanto sapade vata sapabuddha nuhavena sada sati pamantu te bhagavato sapamangalang rakhanto sapade vata samadhamma nuhavena sada sati pamantu te bhagavato sapamangalang rakhanto sapade vata sapasangha nuhavena sada sati pamantu te. Tất cả phương hoàng có nên người, cầu xin chư thiên hộ trì nên người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Quốc Tính Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Trung Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quý giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ, đê quá ta, san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa wan tu bu chi ta so thiên ron te tha vi ha ra mang đa lê thể ra cha ma cha na wa ca cha bi ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la mu cha ye pi cha an đa tham pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca
ni ya ni căn tâm ma qua răng ba tiết cha tề sắp ê bi đúc khá sa ca rừng tu sân kha dân tha tu chi răng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút ga la sân khô hô tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê rát khăn tu sắp thẩm mô sắp ê bi thẩm ma cha ri nô vút thêm sâm pa phu ni ya ma thăm ma ri ya ba huê ni tê. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào lúc nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân xin xuống mít.